Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 30 tháng 11 trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên thời tiết có nắng từ sớm. Nhiệt độ cũng tăng lên với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Về đêm và sáng sớm, hiện tượng sương mù xuất hiện dày đặc làm cho nhiệt độ hạ xuống nhanh với mức nhiệt dưới 15 độ, trời rất lạnh. Dự báo từ nay đến ngày 12 tháng 12 sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường xuống, khiến cho các đợt rét này ở miền Bắc tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày sắp tới. Trong khi đó, ở miền Trung đang trong đợt mưa lớn diện rộng do tác động của không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp với một vùng áp thấp trên biển Đông, nên trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa nhiều nơi. Trong đó, mưa vừa đến mưa to xuất hiện dọc theo các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm. Riêng phần phía nam của Quảng Nam với các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với lượng mưa trên 150 mm. Dự báo đợt mưa lớn này có thể kéo dài đến hết ngày mai. Do mưa lớn nên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Thuận lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Các sông ở Quảng Nam, Ninh Thuận lên mức báo động 2. Còn các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và sông Kỳ Lộ, Phú Yên lên mức báo động 2, lên báo động 3. Về nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt từ 23 đến 26 độ, trời rét về đêm, lạnh về sáng sớm và chiều tối. Còn ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Xuống thời tiết phía Nam, với các tỉnh thành ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp, nên khu vực có mưa rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 50 đến 70 mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối, nên nhiệt độ ở Nam Bộ trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ trong ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Trên biển, chiều và tối nay có không khí lạnh tăng cường, nên ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Bắc, rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao, nên trong ngày và đêm nay 29 tháng 11, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông. Theo mô hình dự báo sớm của Trung tâm Khí tượng Thủy văn GFS của Mỹ, thì vào cuối tuần này trên khu vực vùng biển Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới. Đến khoảng ngày 8 tháng 12 có khả năng di chuyển vào Biển Đông, có thể đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn nhiều thay đổi nên cần phải có thêm thời gian để khẳng định chính xác được. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.